và Diana Martin Indonesia trọng tài chính của trận đấu Melvin Ng Kian Choi Singapore. Pramudia Kusuma Wandana Thái Lan. Đây là chặng đường tiến tới trận chung kết của cặp đôi Canando và Martin. Trong game đấu đầu tiên, cặp đôi Canando và Martin trong trang phục áo đỏ sẽ là người thi đấu ở phần sân gần với màn ảnh của quý vị và các bạn. Điểm số đầu tiên đã thuộc về Kusuma Wandana và Rambitan. Tiếp là những pha đập cầu của Martin. Pha ra cầu hơi cao của Martin. Dành cho Canando và Martin 20-17. Như vậy, game đấu thứ nhất đã khép lại với chiến thắng thuộc về Canando và Martin. Một pha đập cầu chính xác của Canando. Những pha ép cầu rất nhanh của Rambitan. Thank you.
Trọng tài yêu cầu Kusu Wandana giao cầu lại. Liên tiếp là những pha đập cầu của Canando và Martin. Vẫn chưa thể bứt lên. Đây đang là những điểm số rất quan trọng ở game đấu bản lề thứ hai này. Ramitan và Kusuma Wandana đang cố gắng đưa trận chung kết đôi nam tiến về game đấu thứ ba. Những pha cầu thả cầu vào một vị trí rất khó chịu của Ramitan. Pha cầu trái tay xuất sắc của Canando. 19-17. Ramitan và Kusuma Wandana vẫn đang rất nỗ lực để bám đuổi. Quá đáng tiếc cho thì đã tỏ ra rất tiếc nuối với pha cầu vừa rồi. Tấm huy chương vàng ở nội dung đôi nam. Một game đấu rất hay.